Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023. Giải 7, các vé tận cùng mang số 2, 9, 5, 4, 1, 0, 4, 2. Giải 6, các vé tận cùng mang số 6, 1, 7, 0, 1, 2, 1, 8, 2. Giải 5, các vé tận cùng mang số 6909, 5405, 4710, 9722, 2752, 1632. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6979, 7304, 7041, 4748. Giải 3, các vé tận cùng mang số 07529, 77038, 85099, 32290, 94963, 23842. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 69360, 66583. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 24877. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 24192. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 14BU, 1BU, 2BU, 3BU, 4BU, 8BU.